Em tên là Nguyễn Thị Bảo Ngọc ạ. Em 23 tuổi và em đến từ Hà Nội ạ. Em dùng ba tính từ để miêu tả: vui vẻ, nhiệt tình, hoạt bát. Em tham gia nghề người mẫu là được gần 3 năm ạ. Hải Phượng ạ. Nếu em không làm người mẫu thì em sẽ đi làm ngân hàng ạ. Mong ạ. Thế em phẫu thuật thẩm mỹ là tốt ạ. Em thấy đây là câu dành cho một cơ số bộ phận người mẫu chân dài ngọc ngắn ạ. Nhưng mà không phải là đánh đồng tất cả được ạ. Ba lợi ích của việc có chân dài trong cuộc sống đó là có thể với được những đồ cao hơn, có thể bước dài hơn, nhanh hơn, có khả năng thu hút ánh nhìn của từ nhiều người hơn. Em sẽ trả lời phản ứng như là một người bình thường, một người bình thường đến tỏ tình với em thôi ạ. Bởi vì là với em thì đồng giới hay không đồng giới cũng như nhau ạ. Hiện tại thì em đang quan tâm đến vấn đề đó là con người với con người, đó là những cái mà con người đối xử với con người ạ, cái sự lạnh nhạt và thờ ơ nhiều lúc bây giờ hiện tại xã hội thì nó đang hơi quá. Theo em thì siêu mẫu với siêu nhân khác nhau là siêu nhân thì có sức mạnh siêu phàm và thường là viễn tưởng ạ, còn siêu mẫu thì là có thật ạ. Úc cỡ úc khớ khúc sắc khúc ạ, ưu khớ khư hoặc khử. Em ước là mình sẽ hoàn thành tốt phần thi và đạt giải quán quân trong cuộc thi ạ. Theo em, ở giữa bầu trời và trận đất là cuộc sống giữa con người với con người, giữa thiên nhiên và con người, và giữa tất cả những thứ sinh vật được tồn tại trên trái đất. Sexy nhất đối với em đó là một áo sơ mi không thôi ạ. Rơi vào đầu hay trứng rơi vào đầu thì chắc là đầu vẫn là đau nhất.